Xin chào các bạn nha. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà đổi điểm Viettel lấy mạng, hoặc là lấy phút gọi, hoặc là lấy tin nhắn. Và mình cũng sẽ giải thích chi tiết cho các bạn nhé. Thì khi mà các bạn nạp tiền vào trong SIM của các bạn ấy, thì các bạn sẽ được cộng cái điểm Viettel cộng cộng. Và các bạn sẽ lấy cái điểm của Viettel cộng cộng đấy để mà các bạn chọn lấy mạng để mà dùng, hoặc là lấy cái phút gọi để mà gọi cho người khác, hoặc là lấy cái tin nhắn. Rồi, thì đầu tiên các bạn sẽ bấm vào cái phần điện thoại này cho mình, phần gọi. Các bạn sẽ bấm là sale 098 thăng. Rồi các bạn bấm vào nút gọi nha. Rồi mã USD đang chạy này. Rồi, thì ở đây là nó có dòng 1 là khuyến mãi hot này, dòng thứ 2 là miễn phí mạng xã hội này. Thì các bạn để ý cho mình đến cái dòng là Viettel cộng cộng nhé. Thì ở đây mình không thấy cái dòng Viettel cộng cộng thì mình sẽ bấm vào chữ 00 để xem thêm. 00 rồi mình bấm vào gửi. Rồi thì nó sẽ thấy là cái dòng Viettel cộng cộng này nó ở dòng số 3. Thì mình sẽ nhấp vào số 3 nhé. Đó, nếu như mà nó ở dòng số 4 thì các bạn nhấp vào số 4, nhưng mà ở đây thì nó là dòng số 3. 3 là Viettel cộng cộng thì mình sẽ bấm vào số 3, mình gửi. Rồi, thì cái dòng nhận voucher miễn phí này, đổi dịch vụ Viettel này, thì các bạn sẽ nhấp vào dòng số 2 nhé. Còn nếu như mà các bạn muốn tra cứu cái điểm Viettel cộng cộng thì các bạn sẽ nhấp vào dòng số 3 để mà xem các bạn có bao nhiêu điểm Viettel cộng cộng. Thì ở đây mình sẽ nhấp vào dòng số 2 để đổi dịch vụ của Viettel. Mình bấm vào dòng số 2, mình gửi. Rồi, thì nó sẽ có là đổi điểm sang cước, thì cái này là thành viên kim cương mới được nhé. Dòng thứ hai là đổi sang SMS, thì các bạn, nếu mà các bạn muốn đổi SMS thì các bạn sẽ nhấp vào dòng số 2. Dòng thứ ba là đổi sang phút gọi này, dòng thứ tư là đổi sang data này, thì mình sẽ nhấp vào dòng thứ tư nhé. Năm là đổi dịch vụ, rồi mình sẽ bấm vào dòng thứ tư. Mình phải làm nhanh chứ không hồi nó bị lỗi mini mạng ấy. Rồi, thì đây, khi mà mình nhấp vào dòng thứ tư là đổi qua mạng ấy, thì các bạn để ý nhé. Cái dòng 1 này này, cái số 1 này là sử dụng trong 30 ngày 100 điểm bằng 10 MB, và cái thứ hai là sử dụng trong ngày 100 điểm bằng 20 MB. Thì mình thấy cái số 2 lợi hơn nên mình sẽ bấm vào số 2 nhé. Rồi mình sẽ bấm vào gửi. Rồi, thì đây các bạn sẽ nhập số điểm cần đổi, số điểm cần đổi là bộ số của 100. Thì ở đây thì mình, các bạn có thể là nhập 100 cũng được nhé, hoặc là nếu mà 100 mà ít mạng quá thì các bạn có thể nhập 200, 300, 400 gì cũng được. Mình sẽ nhập là 200. Mình bấm gửi. Rồi, bây giờ là đổi 200 điểm thành 400 MB. Bấm 1 để đồng ý, 2 để hủy. Thì mình sẽ bấm phím số 1. Mình bấm vào gửi. Rồi, quý khách đã đổi thành công 200 điểm thành 400 MB nhé. Sử dụng đến hết ngày mùng 4. Vậy là có nghĩa là sử dụng trong ngày. Rồi, chi tiết lịch của My Viettel này. Rồi ok, xong rồi bây giờ mình sẽ bật tiến hành thoát đây. Rồi mình thử vào trong tin nhắn này xem. Đây thì Viettel cũng, đây bấm vào đồng ý này. Đó, đây thì Viettel cũng vừa mới gửi thông báo cho mình xong này, là mình đã đăng ký thành công này. Đó, và cái này thì mình chỉ mất cái điểm Viettel cộng cộng thôi nhé, đã được 40 MB. Rồi, hạn sử dụng là đến ngày 5 tháng 7 năm 2023. Rồi, ở đây thì mình sẽ bật mạng lên. Rồi và mình vào YouTube. Đó rồi, đó mình, máy của mình đã truy cập được mạng. Rồi, cái này là máy này, máy mình SIM phụ nha, mình cũng không sử dụng để mà truy cập mạng ở máy này. Đó cho nên là mình khi nào mình thích đăng ký mạng thì mình sử dụng cái cách này, khá là tiện lợi. Rồi mình sẽ vào lại này. Sao 098 thăng. Mình sẽ đổi sang cái phần của gọi cho các bạn xem nhé. Máy USD đang chạy này. Rồi, bấm vào 00 rồi bấm vào gửi đi. Bây giờ thì mình sẽ đổi qua cuộc gọi, bấm số 3 để gửi, và cũng như là giải thích chi tiết cho các bạn về cái phần cuộc gọi và tin nhắn nhé. Bấm số 2 để mà đổi dịch vụ của Viettel. Rồi, ở đây thì mình sẽ nhấp vào cái dòng đổi sang phút gọi, dòng số 3. Mình bấm gửi. Rồi, thì cái dòng số 3 này nhấp để chọn số điểm bội 100 là 1 phút gọi nhé, nội mạng nhé. Thì ở đây mình sẽ nhấp số điểm là 200 đi, hoặc là 300 gì tùy các bạn. Thì cái này nó sẽ sử dụng được trong vòng 30 ngày nhé, cho nên là các bạn căn điểm mà các bạn xài. Ở đây ví dụ như mình muốn sử dụng 2 phút gọi nội mạng miễn phí thì mình sẽ bấm vào 200. Rồi thì sẽ mất 200 điểm, mình sẽ bấm gửi. Rồi đây, đổi 200 điểm thành 2 phút gọi nội mạng. Rồi bấm 1 để đồng ý nhé. Rồi bấm vào gửi này. Rồi quý khách đã đăng ký thành công 200 điểm thành 2 phút gọi nội mạng sử dụng đến hết ngày mùng 2 tháng 8 năm 2023.
Đấy, chi tiết đây. Đến mùng 2 tháng 8. Ở đây hiện tại thì mới là ngày mùng 4 tháng 7 nha. Có nghĩa là nó có thể là sử dụng được trong vòng 30 ngày. Thì hai cái phút gọi nội mạng này thì mình có thể là sử dụng trong vòng 30 ngày. Thì khi mà các bạn có gọi điện cho một ai đó mà gọi nội mạng ấy, thì nó sẽ ưu tiên trừ cái điểm của Viettel Cộng Cộng này nhé, trước. Rồi nó mới trừ sang cái tiền của các bạn sau. Cho nên là các bạn cứ yên tâm, đổi điểm này thì không có bị thiệt. Rồi, và mình thấy rằng cái cách này thì để khi mà cái điện thoại của chúng ta bị hết tiền ấy, thì các bạn có thể là sử dụng cách này, hoặc là điện thoại nhiều tiền thì cũng có thể là sử dụng được. Nhưng mà mình nghĩ là cái cách này thì thường để cho khi mà chúng ta điện thoại chúng ta hết tiền, chúng ta có thể là chữa cháy bằng cách là sử dụng Viettel Cộng Cộng thì nó sẽ tốt hơn. Rồi, video này mình chia sẻ vậy thôi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình. Nếu thích video, nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận xuống bên dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình. Ủng hộ mình thêm bằng cách đăng ký kênh. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.